Thưa quý vị và các bạn, bão số 6 Trà My đã đổ bộ vào các tỉnh, thành phố miền Trung và gây ảnh hưởng đến các địa phương. Bão số 6 đã gây gió mạnh cấp 9, giật cấp 10 ở Đà Nẵng, cấp 8, giật cấp 10 ở Thừa Thiên Huế, mưa từ 200 đến 350mm, cục bộ trên 500mm ở Quảng Bình, Đà Nẵng. Lũ sông Kiến Giang ở Quảng Bình lên trên báo động 3, ngập lụt cả huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh và thành phố Đồng Hới. Đến 15 giờ 30 phút chiều nay 27 tháng 10, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực đất liền từ Đà Nẵng đến Thừa Thiên Huế. Dự báo trong 6 giờ tới đi hướng Nam Tây Nam, sau đó chuyển hướng Đông và suy yếu dần. Sau khi bão đi qua, lực lượng quân đội, biên phòng, công an các địa phương trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, phương tiện có mặt tại những nơi xung yếu, địa bàn thấp trũng có nguy cơ ảnh hưởng của bão để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Trong sáng 27 tháng 10, Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ trì họp quán triệt và giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị, các lực lượng sẵn sàng tham gia phòng chống khắc phục hậu quả bão số 6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã thành lập đội phản ứng nhanh của cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố Huế và các cơ quan, đơn vị chuẩn bị đầy đủ phương tiện, vật chất, trang bị sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Đến trưa ngày 27 tháng 10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động hơn 2.200 lượt cán bộ, chiến sĩ, bộ đội thường trực, dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng di dời hơn 2.596 hộ dân với 7.422 nhân khẩu ở các vùng thấp trũng, vùng có nguy cơ cao đến nơi tránh trú an toàn. Bên cạnh đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Huế, Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã cử lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự vệ nhanh chóng dùng các vật dụng như cưa tay, cưa máy để cắt cây ngã đổ trên các tuyến đường, giải phóng mặt bằng, tiến hành rào chắn các khu vực nước tràn nguy hiểm để cảnh báo không cho người dân đi qua. Hiện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nắm chắc tình hình diễn biến của mưa bão, sẵn sàng cao nhất phương tiện, trang bị để khẩn trương kịp thời tham gia giúp dân đạt hiệu quả cao nhất.